Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Phán TV. Quý vị đừng quên bấm subscribe, bấm vào biểu tượng hình chuông để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ là chi tiết chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày thi hành án hai tử tù trẻ này khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Dẫu biết có tội ắt phải đền tội, nhưng họ vẫn là con người. Phút cuối hơi thở thoi thóp, cái sùng mình cuối cùng khiến hội đồng thi hành không khỏi xót xa. Giá như họ không gây ra những lầm lỗi thì có lẽ bi kịch cuộc đời đã không đến. Ngày 6 tháng 7, tại trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng thi hành án tử hình đã tiến hành tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với hai tử tù Nguyễn Xuân Diệu, 27 tuổi và Nguyễn Mạnh Dương, 38 tuổi, cùng trú tại thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Trước đó, Nguyễn Xuân Diệu bị Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Còn Nguyễn Mạnh Dương bị tuyên phạt án tử hình về tội giết người. Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5 tháng 1 năm 2013, Nguyễn Xuân Diệu đến nhà dì ruột là Nguyễn Thị Tâm tại thôn Nồng Nhầy 2, xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum để bàn chuyện làm ăn. Tại đây, Diệu hỏi mượn chị Tâm 10 triệu đồng để qua Lào làm ăn. Chị Tâm không cho mượn và hai dì cháu xảy ra việc trách móc nhau. Vì vậy, Nguyễn Thị Tâm đã tát Nguyễn Xuân Diệu một cái rồi bỏ đi xuống nhà sau. Nguyễn Xuân Diệu bực tức đi theo sau chị Tâm đến khu vực vòi nước trước cửa nhà tắm và nhà vệ sinh thì nhìn thấy một tấm thớt bằng gỗ hình tròn có đường kính khoảng 20cm. Diệu liền cầm thớt lên rồi tiếp tục đi theo chị Tâm. Khi chị Tâm đến ngay cửa phía sau vườn và đối diện với cửa nhà vệ sinh thì Diệu vung thớt lên đập một phát từ trên xuống trúng vào phía sau đầu chị Tâm. Lúc này chị Tâm quay người lại dùng tay đẩy người Diệu làm cho Diệu ngã vào trong nhà vệ sinh. Còn chị Tâm ôm đầu chạy quay lại vào phía trong buồng ngủ và ngồi bệt xuống đất, ôm đầu và kêu la. Sau khi bị đẩy ngã, Diệu ngồi dậy, cầm một mảnh thớt vỡ chạy đến chỗ chị Tâm, đập liên tiếp nhiều lần vào đầu chị Tâm cho đến khi nhìn thấy chị Tâm không còn phản ứng gì nữa. Diệu đã đẩy chị Tâm xuống hầm chứa gỗ trong buồng ngủ nhà chị Tâm để che giấu. Sau đó, Diệu đã lấy chiếc điện thoại di động và một khúc gỗ chắc của chị Tâm mang ra ngoài rồi khóa cửa nhà chị Tâm lại. Diệu đã tháo pin chiếc điện thoại ra rồi vứt lại ở vườn ươm cao su cách nhà chị Tâm khoảng 200m. Còn khúc gỗ chắc, Diệu bỏ lên xe mô tô trở về nhà cất giấu. Tại biên bản giám định pháp y đã kết luận chị Nguyễn Thị Tâm chết do vỡ sọ, bị đánh bằng vật dày. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Diệu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tính chất, hành vi, mức độ phạm tội của đối tượng, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Diệu mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp cả hai hình phạt. Bị cáo phải chịu mức án tử hình. Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng, tổn hại tinh thần cho gia đình nạn nhân với số tiền là 122 triệu đồng. Còn đối với tử tù Nguyễn Mạnh Dương thì là tên tử tù mà khiến ai cũng phải căm phẫn khi ra tay sát hại chính mẹ đẻ của mình. Theo đó, bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Dương, 39 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 7, thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi, tử hình về tội giết người và Lê Thị Tuyết, vợ Dương, 24 tháng tù cho hưởng án treo vì tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2013, sau khi uống rượu về, Nguyễn Mạnh Dương vào phòng ngủ của mẹ ruột là bà Lê Thị Cử, 58 tuổi để xin tiền. Bức xúc vì Dương không lo làm ăn, lại ham mê cờ bạc nên bà Cử đã la mắng. Thấy bà Cử đã không cho tiền mà còn la mắng, Dương đi xuống bếp lấy con dao dài 29cm mang lên phòng bà Cử, rồi dùng dao chém liên tiếp vào đầu, mặt bà Cử. Thấy mẹ vùng dậy bỏ chạy, Dương còn dùng sống dao đánh mạnh vào chân, khiến bà khuỵu xuống. Không dừng lại ở đó, Dương còn đi lấy một khúc gỗ tròn dài 95cm, đường kính 4,5cm, đi vào phòng tiếp tục đánh bà Cử liên tiếp cho đến khi thấy bà không cử động và tử vong. Tên nghịch tử dùng bao tải, bao ni lông, chăn, áo mưa cuốn xác bà Cử lại và dùng dây buộc lại. Sau đó, Dương kéo xác mẹ ra ngoài giếng nước trước sân nhà, mở nắp giếng rồi đẩy xác bà Cử xuống giếng để phi tang. Đối với vợ là Lê Thị Tuyết, trong quá trình Dương thực hiện hành vi giết chết bà Cử, Tuyết đã chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không khai báo tố cáo. Khi nghe Dương đi giao bán căn nhà của bà Cử với giá 250 triệu đồng, Tuyết không can ngăn mà cùng Dương thực hiện ý đồ. Vụ việc xảy ra mãi đến ngày 2 tháng 7 năm 2013 thì mới bị phát hiện. Thi thể bà Cử được trục vớt từ dưới giếng lên đang trong quá trình phân hủy. Nghĩa tử là nghĩa tận. Mỗi tử tù sau khi thi hành án xong, nếu không có gia đình nhận xác, sẽ được cán bộ, quản giáo khâm niệm, chôn cất. Trong thời gian chờ chết,
hầu hết các tử tù đều âm thầm tự chuẩn bị cho một cuộc ra đi. Một số tử tù cẩn thận tự chuẩn bị cho mình áo trắng, coi như là áo liệm, chuẩn bị găng tay, tất chân, loại bằng ni lông, để sau này giữ nguyên vẹn xương khi bốc mộ. Có người thì ngày ngày viết nhật ký vào lớp trong của chiếc áo khoác, để sau này khi đi rồi, còn có cái gì đó để lại cho gia đình. Trong những ngày cuối đời, tử tù Nguyễn Thị Hoa, quê ở Sa Mẫn, Điện Biên, chủ yếu bói bài tay xem ngày mai đã đến lượt mình hay chưa, rồi đọc kinh cầu nguyện, chắp tay trước ngực hàng giờ để khấn vái. Phạm nhân tử hình luôn ý thức được đến lúc họ phải ra đi, vì vậy họ chuẩn bị cho mình rất kỹ, tự tất tay, tất chân, thậm chí cả son phấn nếu là phụ nữ. Khi bị gọi dậy để chuẩn bị làm thủ tục thi hành án, họ tắm táp sạch sẽ và cẩn thận, nhưng có khi lại quên tất cả mọi thứ đã chuẩn bị. Nữ tử tù cũng xin cán bộ trại giam đừng liệm nằm sấp sau khi bị thi hành án, bởi sợ liệm nằm sấp mặt thì không siêu thoát và ngày cúng giỗ không về được. Một số tử tù khác thì thường bàn nhau rôm rã là khi chết xuống âm phủ thì làm nghề gì, nào là mở quán cà phê, có người thì lại muốn sửa xe. Thế nhưng vẫn có người nói xuống đáy nếu có hàng trắng thì lại buông. Tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất áp dụng đối với người phạm tội. Trước đây, hình thức xử bắn tử tù thường được áp dụng thường xuyên ở nước ta. Đối với nhiều cán bộ thi hành án, trong đời nghề của họ chỉ có 2 lần đối diện với nữ tử tù tại trường bắn. Đó là 2 tử tù lĩnh án liên quan đến buôn bán vận chuyển ma túy. Xử bắn tử tù là nữ khiến cho tâm lý của người chỉ huy lẫn các xạ thủ đều nặng nề. Nhiều người đã kinh qua khói lửa của các cuộc chiến tranh, sống qua thời khắc giữa sự sống và cái chết. Nhưng khi được giao nhiệm vụ xạ thủ trong thi hành án tử hình vẫn thấy ớn lạnh. Thượng tá Hồ Như Vọng, người mà anh em bạn bè vẫn thường gọi đùa là viên thượng tá độc nhất vô nhị của Cảnh sát Nhân dân Việt Nam, người đã thực hiện 170 vụ thi hành án mà không hề xảy ra sai sót đáng kể nào cho biết. Tôi cũng như nhiều người khác đều thấy rờn rợn khi phải đối mặt với nữ tử tù tại trường bắn. Dù có phạm tội lãnh án tử hình thì họ vẫn là phụ nữ, tay yếu chân mềm. 2 đồng phạm là nữ trong đường dây ma túy của Vũ Xuân Trường là Lại Thị Ngấn và Nguyễn Thị Hòa. Ngấn với bản lĩnh của mình được giới buôn hàng trắng thời đó đặt cho biệt danh Bà Già Heroin. Ngày Vũ Xuân Trường và đồng bọn đi trên con đường độc đạo ra trường bắn Cầu Ngà và ở lại đó làm thành những nấm mồ thì chỉ có Lại Thị Ngấn là nữ, Hòa lại án tù trung thân. Tới pháp trường, nhìn thấy 7 chiếc quan tài đỏ chờ sẵn, Ngấn sợ đến ngất xỉu. Người quản giáo phải bấm dây mạnh vào huyệt nhân trung cho thị tỉnh lại. Đến khi buộc vào cọc tại trường bắn thì Ngấn trông như một cái xác không hồn. Rạng sáng ngày 3 tháng 3 năm 1998, một loạt súng vang lên kết thúc cuộc đời của người con tội lỗi tự loại mình ra khỏi xã hội. Ông Vọng nhớ lại, đường dây ma túy của Vũ Xuân Trường và đồng bọn làm chấn động dư luận thời bấy giờ. Lại Thị Ngấn cũng là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy quỷ đó. Sinh ra tại một làng quê nghèo thuộc huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên, Ngấn bỏ quê lên phố, buôn đường dài tuyến Điện Biên và rồi trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Ngấn mua nhà mặt đường ở Hà Nội, xây khách sạn tư nhân. Sự giàu lên nhanh chóng của Ngấn khiến người mẹ già ở quê nửa mừng nửa lo. Rồi thì linh tính từ sâu thẳm trong trái tim của người mẹ mách bảo Ngấn sẽ gặp nạn từ cách làm ăn của mình. Người mẹ ấy đã tìm cách khuyên ngăn con gái nhưng vô vọng. Ngày cuối cùng, người mẹ ấy gặp con, thấy khuôn mặt hốc hác, bộc lộ nhiều sự rối rắm, lo âu. Bà biết ngày đại họa đã đến rất gần với Ngấn. Một tuần sau, ngày gặp mẹ tại quê nhà, Ngấn bị bắt tại Hà Nội. Ngấn thành ma sống, từ mà phạm nhân thường gọi tử tù trong trại giam sau khi phiên tòa xét xử tuyên án tử hình với thị. Khi buồng biệt giam các tử tù, ban ngày im ắng đến lạ lùng. Tất cả các tử tù đều ngày ngủ vùi và đêm lại thức chân chân đếm thời gian. Đối với các tử tù, bình minh của họ lại bắt đầu kể từ lúc lặn mặt trời. Ban ngày, họ ngủ lấy sức để ban đêm ra thức chờ ra trường bắn. Quãng thời gian 2-3 giờ sáng là khoảng thời gian khủng khiếp nhất của các tử tù. Họ sống trong sự sợ hãi đến nghẹt thở, trong nỗi thấp thỏm chờ đợi, thần chết gõ cửa. Sau khoảng thời gian này, chờ đợi đến chừng 4 giờ sáng mà không thấy tiếng mở khóa lách cách, tiếng cọt kẹt của cánh cửa nặng nề nơi khu xả lim mở ra khép lại là các tử tù thở phào nhẹ nhõm. Vậy là chưa có thêm một bản án nào nữa được thi hành và cuộc sống của họ lại được kéo dài thêm một ngày nữa. Tất cả lại ngủ vùi đến đêm lại thức, lại thấp thỏm chờ đợi. Ngấn cũng chung tâm trạng với các tử tù khác.
ngày ngủ vùi nhưng đêm đến không la hét nguyên áo, không quản quại nhớ người tình, mà đêm nào thì cũng độc diễn một vở kịch giống nhau. Thưa quý tòa, tôi không có tội. Ông Vọng bảo, trước cái chết đến rất gần, Ngấn sợ lắm, khác hẳn hôm tại phiên tòa. Nhiều người tham dự phiên tòa xét xử Ngấn đều ngạc nhiên vì sự ngoan cố đến khó tin của bà già heroin này. Ngấn chối tội thuộc dạng siêu đẳng, hỏi gì cũng không biết. Tại phiên tòa, Ngấn cũng bình thản đến lạ lùng. Ngay cả khi tuyên án tử hình, Ngấn cũng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy và tịnh không rơi một giọt nước mắt. Nhưng đêm suốt buồng thi hành án thì Ngấn lại sợ hãi đến mềm nhũn người, không thể bước đi nổi, hai tay cứ bấu chặt lấy người quản giáo. Theo ông Vọng kể lại, đằng sau mỗi lần thi hành án tử tù, trước khi thi hành án, Ngấn đã yếu lắm rồi, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Người nữ quản giáo hàng ngày vẫn quản lý, trông coi, chăm sóc Ngấn bây giờ lại phải dìu Ngấn đi, đánh răng, rửa mặt cho Ngấn và nói những lời động viên an ủi cho Ngấn ra đi thanh thản. Bên tai Ngấn không còn nghe thấy lời động viên mà chỉ thấy tiếng ù ù của một miền tối tăm mà thị sắp đến. Con người to béo phốp pháp là thế mà hôm nay nhũn ra không thể đi bằng đôi chân của mình. Hai nữ quản giáo phải xốc nách, còn Ngấn cứ rền rệt đôi chân trên đất. Ngấn sợ hãi đến mức đáy quần luôn ướt rệt. Người nữ quản giáo phải thay cho Ngấn mấy lần quần mới. Theo ông Vọng kể lại, sáng muộn, cuộc thi hành án đã hoàn tất. Ngấn trở thành một nấm đất sau trường bắn cầu Ngà, thì những người gần đấy bỗng nhìn thấy một người mẹ già chân đất đứng chết lặng đi bên ngoài. Bà chính là người mẹ tội nghiệp của Ngấn, đã bao ngày khô nước mắt khóc con, hận mình khuyên răn con không được. Hôm ấy bà trở dậy, lật đật đi như chạy ra chùa, thắp nhang và cầu kinh chờ cho trời sáng. Đúng 5 giờ thì Đài Tiếng Nói Việt Nam nổi nhạc bắt đầu một ngày mới. Trong chương trình thời sự đầu tiên của ngày, Đài đưa tin đã thi hành án tử hình đối với các bị án trong đường dây ma túy Vũ Xuân Trường. Bà tức tốc thuê xe ôm lên Hà Nội. Rồi cuối cùng thì bà cũng tìm được đến trường bắn cầu Ngà. Lúc này mặt trời lên cao bằng con sào. Bà chỉ còn nhìn thấy 7 nắm đất người ta vừa mới chôn xong, trong ấy có đứa con tội lỗi của bà. Dáng bà siêu vẹo, bước chân đi như vô định, khuất bóng phía sau trường bắn. Bà đâu biết có một đôi mắt của người chiến sĩ công an vừa thi hành án xong dõi theo thương cảm với nỗi lòng người mẹ. Ngày 9 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh, 55 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Liên quan tới vụ án, bị cáo Đinh Thị Mai Thuy, 26 tuổi, quê Bến Tre, cũng bị tuyên y án chung thân cùng tội danh. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án tử hình với bị cáo Nguyễn Thị Thanh. Riêng bị cáo Đinh Thị Mai Thuy đang nuôi hai con nhỏ nên chỉ bị tuyên án chung thân. Sau phiên tòa này, bị cáo Thanh kháng cáo kêu oan, bị cáo Thuy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù kháng cáo, nhưng hai bị cáo không đưa được tình tiết mới. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Thanh trình bày: nếu bị tòa tuyên y án tử hình, thì xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học. Tương tự, Thuy cũng xin được thi hành án sớm nếu bị tuyên y án, vì thời gian tạm giam đã quá lâu. Theo án sơ thẩm, sáng 27 tháng 10 năm 2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã bắt quả tang Thanh vận chuyển 3 kg heroin. Thanh khai vận chuyển thuê cho Đinh Thị Mai Thuy với tiền công 250 đô la. Thuy bị cảnh sát bắt khẩn cấp ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, cô gái 26 tuổi khai sống tại Campuchia, quen với bà Thanh khi bà qua du lịch. Theo lời của Thuy, cô quen một người tên là Smith King, không rõ lai lịch. Người này nhờ cô chuyển các túi đồ qua biên giới với tiền công hậu hĩnh. Thuy không trực tiếp làm mà thuê người làm để hưởng tiền chênh lệch. Sáng 27 tháng 10, Thanh ra bến xe miền Đông nhận hàng từ một phụ nữ không rõ lai lịch. Vừa mua vé xe đi Phnom Penh, Campuchia thì bị công an bắt giữ. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Quý vị đừng quên bấm subscribe để xem những video mới nhất của Phá án TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.